Vios bản E số sàn thì em Hương có một chiếc rồi. Hôm nay em Hương lại về thêm một chiếc xe Vios bản G số tự động đời 2011. Em này động cơ cũng là 1.5 nhá, 5 chỗ ngồi, nước sơn màu đen đẹp, biển tư nhân 34 Hải Dương này. Biển là biển tư nhân, xe tư nhân sử dụng. Giá chào bán là 337 triệu. Những bác nào đang quan tâm về dòng xe lồi đồng cuối đá phá không hỏng thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này, cũng như để cho mình một cái giá thật là yêu khi mà các bác đang yêu thích một dòng xe Vios số tự động bản G xịn của em Hương nhé. Nhìn bên ngoài với cái lớp sơn màu đen bóng này, tay nắm cửa cũng như lẹp chân kính đã ốp hết mạ chrome rồi. Phía sau xe được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến. Hệ thống va chạm phía sau là có 4 mắt nhé. Bản sedan 2 đầu thiết kế cực kỳ tinh tế cũng như là nhìn rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Những bác nào quan tâm thì cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay và chi tiết nhất về chiếc xe Vios bản G số tự động 2011 ạ. Xin nhan được tích hợp trên gương và vừa đến cái bản G này thì được trang bị cho em là hệ thống phanh ABS rồi. Đèn pha phía trước là đèn halogen, có đèn gầm đầy đủ luôn các bác nhé, có đèn gầm rồi. Đèn halogen siêu sáng này, không hấp hơi hay là không mờ nước. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Một dàn lốp còn tương đối là đẹp, em không nói là đẹp xuất sắc nhưng các bác còn phải đi được vài năm nữa cơ. Rất là dày dặn. Phanh ABS này các bác nhìn mâm này. Bộ mâm hợp kim rất là đẹp luôn. Gầm bệ chắc chắn là không mục mọt rồi. Đâm xô ngập nước thì lé luôn. Em không làm những dòng đấy nên các bác cứ yên tâm thôi. Gương kính thì liền đời theo xe. Bên trong khoang nội thất bên trong em cũng quay luôn này. Có màn hình giải trí này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi này. Điều hòa này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, hộc để đồ cá nhân này. Thiết kế của Vios bản G này sẽ khác với số sàn một chút. Bản G sẽ khác bản E một chút này. Vô lăng thiết kế đến phần này thì hơi bẹt ra nhé. Nó không được tròn như phần trên đâu mà hơi bẹt này. Tổ hợp phím bấm tăng giảm âm lượng trên vô lăng, túi khí an toàn trang bị trên vô lăng cũng như là bên phụ của bác tài. Một trong những cái trường hợp xấu nhất xảy ra thì túi khí và dây an toàn đó là một cái gì đấy, là một cái phao cứu sinh mạng cho mình luôn ạ. Nội thất ghế da bên trong được cao cấp luôn. Phía dưới bác chủ cũ cũng thêm cho em nó một cái thảm rối rất là sạch sẽ luôn. Vô lăng thì coi như này, tất cả đây là carbon nhá, đây là cái nhựa carbon này, nhìn rất là sạch sẽ luôn. Táp ly táp lô không hề bị mòn bóng này. Trần nỉ nguyên zin luôn nhá. Đèn trần còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế da cũng là ghế da zin. Theo năm tháng thời gian sử dụng thì em nó năm nay cũng phải được chục tuổi rồi. Đây là ít hay nhiều thì ghế da của nó vẫn là một cái gì đấy đẳng cấp, nhưng cũng có một chút gì đấy là hơi xuống cấp một chút so với thời gian. Ghế da zin này, bên bác tài thì bác tài còn để cho em nó một cái áo như thế này, ngồi lên rất là mát luôn, không hề bị nóng. Táp ly đây, bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin thì không đâm đụng thì tất nhiên nó phải là zin rồi. Gương kính thì auto tự động này. Mở khoang cốp có thể mở bằng nút này hoặc là mở bằng chìa khóa nhé. Đây ạ, phím bấm chìa khóa này. Từng con ốc nhỏ nhất ở lắp cabo, ở lắp cánh cửa này, ốc nhái cánh cửa, ốc bản lề này, sticker này còn nguyên và đầy đủ cho em. Bản lắp ráp trong nước Vios 2011 337 triệu. Thảm rối sạch sẽ, ghế da cao cấp còn zin đẹp như thế này. Quan trọng là máy số đúng không ạ? Đã là dòng Vios thì những khách hàng nào đều thích dòng Vios, em nói thật. Vios thì nó trường tồn cho mãi mãi rồi, không mất mốt, không mất giá, xong lại còn tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và không bị hỏng vặt. Cái chi phí sửa chữa nếu như không may mà có làm sao thì nó cũng rất là rẻ thôi. Khoang cốp thì em bật sẵn rồi. Hệ thống phía sau cảm biến là 4 mắt cảm biến va chạm và có cam lùi đầy đủ rồi. Khoang hành lý vì thiết kế là bản sedan nên là khoang hành lý này, hai bên trong khoang cốp đây, rất là rộng rãi luôn. Thảm sạch sẽ, đâu cũng có thảm luôn, rất là sạch sẽ nhá. Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ ở trong đây, không thiếu đâu ạ, không thể thiếu được. Máng nước hai bên cũng không hề bị biến dạng, đâm xô hay là ngập nước. Keo chỉ zin nắp cốp luôn. Các cái lốt cắt này nguyên bản của nhà sản xuất này, tròn xe luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt này vẫn còn nguyên và đầy đủ cho em. Khoang hành lý thì quá là rộng rãi rồi. Vios bản G 2011 số tự động đẹp 337 triệu. Đứng sang không bên đây các bác nhìn này, tất cả những đường dập lổ trên thân xe sắc rất là sắc nét luôn, không hề bị biến dạng. Nếu như méo mà em đứng góc nghiêng được, bác nhìn thấy ngay. Nhiều bác bảo là Hương ơi em đừng quay góc nghiêng, nhỡ may mà xe làm sao là khách họ nhìn thấy đấy. Ô, em không bao giờ lo lắng vấn đề đấy cả, không bao giờ lo lắng vấn đề đấy nên em tự tin quay góc nghiêng. Vì một trong cái góc nghiêng là cái góc nó sẽ nhìn được hết tổng thể của xe, xem có bị làm sao méo không, cánh cửa có đâm hay không là nhìn thấy hết. Nhưng em tự tin quay hết góc nghiêng cho mình. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh còn nguyên và đầy đủ này. Keo chỉ zin thì tất nhiên phải đầy đủ cả bốn cánh thôi.
tay nắm cửa ốp mạ chrome. Động cơ trang bị 1.5 với dòng Vios như thế này thì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 6 đến 7 lít thôi. Trong thời điểm xăng đang đắt như thế này thì Vios và những dòng xe như i10, Morning, những dòng xe chấm nó bé này và những dòng xe máy eco thì được rất là nhiều khách hàng quan tâm, rất là nhiều khách hàng quan tâm luôn. Xin nhạc tích hợp chân gương rồi, ngay cả phần gương cũng có một cái gương lồi như này, nó sẽ được quan sát những cái điểm mù, điểm khuất nhá. Vừa rồi thì em đã quay chi tiết ở bên ngoài, ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe Vios đời 2011 bản G, động cơ 1.5 và số tự động đi rất là nhàn chân tay luôn. Bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Vios đời 2011 bản G xịn của em Hương này. Máng nước hai bên tự tin quay cho các bác này, không hề bị biến dạng này. Tất cả những cái thanh ngang, những con ốc của thanh ngang này cũng không hề bị vặn mở nhé. Động cơ máy móc của Vios nhìn cũng rất là dễ nhìn thôi, các bác nhìn này, nguyên bản máy số zin, không đâm xô, không ngập nước. Đấy là cam kết khi các bác được hưởng cái quyền lợi khi mua xe bên em Hương. Hồ sơ chủ mã đầy đủ để mình có đủ điều kiện để sang tên, để đổi chủ nhé. Đây ạ, động cơ máy móc này, kể cả những cái thanh dây hay là bốn cái máy này đều nhìn rất rõ này. Các bác nhìn kỹ cả ốc vách cam hay ốc mặt máy này, hay ốc chân máy này, còn nguyên đẹp như thế cơ mà. Quay lên phần lắp cabo thì keo chỉ zin hết lắp cabo luôn, siêu xuất sắc luôn. Các cái lốt cắt này, bấm đinh cán này, thảm chống nóng giảm nhiệt 11 năm rồi vẫn còn giữ được nguyên nhá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về siêu phẩm Vios số tự động bản G đời 2011, giá chào bán là 337 triệu. Một chiếc xe Vios thân vỏ cứng cáp, máy số thì ngon. Những bác nào thật sự quan tâm, nhắc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ. Vios 2011 số tự động bản G 337 triệu.